quá đông rồi mới vô nhà cần để đóng cái gồng xuống nó kẹt chết rồi một. Sợ nước gồng ha, cho nên đâu đóng cửa ha. Rồi giác sáng ông nước lớn lên đó ông mới cho vô hả? Nước lớn cho cá vô nhà. Ông có tập cho cá cúng lại thử chưa? Ở chổng có cái máy niệm Phật ha. Ở chổng nghe nói là có là tổng cộng là 3 ngôi thờ cúng đầy đủ ha. Bữa nào đó ông vô chỗ ông cúng coi cá nó có cúng theo không. Dạ. Chú Sáu. Ở đây kìa đó bà con bồng con đi theo ha, để xem cái chuyện lạ này quý vị. Chủ nhà bây giờ là gắn camera sợ người ta ăn cắp cá nè. Đó, gắn camera luôn kìa quý vị. À, rồi những chú cá đó là đi vô trong nhà nè quý vị. Đó. Kìa bên đó đó bà con bây giờ trở về đây rất là đông luôn quý vị ơi. Đó. Dạ anh đó anh bắt cá luôn kìa vị ơi. Dạ kính thưa vị, các bà con đồng đạo trở về đây rất là đông và xem cái hiện tượng lạ này. Mỗi một lần là nước lên là có rất là nhiều cá trở về đây đó. Đó vị quá luôn rồi, bà con trở về quá đông luôn quý vị ơi. Đó, mặc dù giờ này chiều nha quý vị nhưng mà bà con trở về đây đông dữ lắm. Cá này cá tự nhiên nha, ở ngoài sông. À. Và chủ nhà thì có lắp đặt camera nha quý vị, và ở đây có ngôi thờ đầy đủ cho nha, để sợ bà con lại đây bắt cá bảo vệ. Và hiện giờ chiều là nước đã gồng rồi, chủ nhà sợ là cá vô trong nhà đi ra không được, bị mắc kẹt là đây lại chết quý vị, cho nên là chủ nhà khóa cửa lại, móc cái cửa lại nha quý vị để bảo vệ an toàn cho cá. Quý vị thấy đó là ở rất là nhiều nơi người ta đem lưới đi đánh bắt cá vậy, còn ở đây là cá đi tràn vô trong nhà luôn. À. À, cái này là nhà đóng cửa lại luôn nha quý vị. Kìa. À. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Đây nè, quá chừng bà con đổ về đây luôn nè quý vị ơi. Dạ. Cá coi nè. Khủng khiếp luôn ha. Cá bự không à. Quá luôn rồi kìa, bắt được luôn không cô? Kìa cho ông Sáu ông xuống bắt cho coi nè. Đây nè quý vị ơi, xôn xao luôn rồi, xôn xao miền Tây, cá về đầy sông. Kính thưa quý cô chú anh chị, ở đây đó là cá ở đây đó là cho ăn nè quý vị, những cái cải, đặc biệt là những cái rau củ quả dưa hấu. À, rồi đó là bà con cho cái gì thì cho cá ăn cái nấy nha quý vị. Đây nè, quá luôn rồi. Đó, các anh các chị nè, các cô nè ha. Ai, chào. Rất là đặc biệt nha. Đó giờ mới gặp ông nội ơi nữa hả? Căng quá nghe. Cô đó cô nói đó giờ mới gặp ông nội ơi. Vậy đó hả? Ok. Dạ còn cô đi xuống luôn anh ơi, căng quá quý vị ơi, cá về quá nhiều luôn rồi. À, kính thưa quý cô chú anh chị, xôn xao đàn cá tự nhiên khi mà lũ về nữa vị đó, trôi cuồn cuộn luôn rồi cá tràn vào trong nhà dân, mà dân bây giờ là phải đóng cửa vị, đóng cửa lại sợ là cá đi vô trong nhà mắc kẹt trống. À, đúng rồi, bỏ đi dép nó ra đi anh. Hãy lên bờ đi. Chợt quá. À, đúng rồi. Tiếp tục luôn. Ở đây mấy chục năm trời. Anh ba năm. Ba cây số nhiêu? Ba cây số hả? Anh thấy cái chuyện này lạ không? Đặc biệt ha. Ba cây số mà không hay sao? Hay mà không có dịp đi ta bằng Bình Dương không à? Đi làm Bình Dương về ha. Dạ. Thấy ra. Anh em Vũ đây tham quan tôi về cá. Dạ. Thấy thích không? Rồi anh lại anh nựng chú cá cái coi, thích này nựng chú cá cái anh ha. Đó, tiếp tục luôn nha, dễ bắt luôn ha. Kìa. Ô, cho ăn anh, cho ăn, lấy đầu cho ăn nha.
Tiếp tục luôn ha. Trời ơi coi kìa. Quá vui luôn quý vị ơi. Ô. Dạ. Quá luôn rồi. Này có kênh của gia đình của anh Thành Lưng luôn nha, chị Ngọc Dào nha. Đi tới đây luôn nè quý vị ơi. Trời ơi. Đây. Đây là bà xã Châu Phú cũng quay luôn nha. Quá chừng luôn rồi. Cameraman dưới này nổi tiếng hết trơn rồi. Ấy bị ơi. Ôi ôi. Khủng khiếp luôn rồi. Bây giờ nhà đóng cửa lại nha vậy. Đó, không có dám mở cửa ra, cá tràn vô trong nhà. Sợ mắc kẹt trong đó, nước đang rút nước ròng đó vậy. Đó. Đây là cá tự nhiên nha vậy. Đó, tiếp tục. Kìa có chiếc xuồng ngoài chìm mà kìa. Đó. Cá nhắn chìm xuồng luôn rồi. Ông Sáu ơi, xuống chỗ tài bắt cá cho bà con xem ông Sáu. Ông Sáu ở đây ông có tu nha quý vị. Cho nên đó là những cái chú cá là ông có thể ông bắt được nha. Đó. Ông Sáu này ông sống ở đây là ông bảo vệ các chú cá này nè quý vị. Rồi đó là ông xuống, ông Sáu sẽ xuống chỗ tài là bắt những chú cá này cho bà con xem nha. Kìa cái cô đó bắt được cá kìa. Đó. Đây nè ông Sáu bắt cá cho bà con coi nè. Chào chú Sáu nha. Cá năm nay về nhiều không chú Sáu? Nhiều lắm. Nhiều lắm ha. Dạ. Bây giờ là chú Sáu chuẩn bị bắt cho bà con xem ha. Dạ. Không, bà gắn gượng ướt nhẹp luôn không sao. Dạ, kính thưa quý vị. Bây giờ là cá đi về đây quá đông rồi. Hàng trăm tấn cá vị. Đó, bước qua đó kìa, quay ông Sáu bắt cá kìa em. Ơi nhẹ nhẹ. Khoan. Ba ông Sáu ơi. Ông Sáu. Đợi chút xíu ông Sáu ơi. Rồi tới rồi đó. Kìa kìa ông Sáu, bắt cá ông Sáu ơi. Kìa ông Sáu bắt nha quý vị, cá bự nha. Kìa, đó ông lựa từ con đó quý vị. Kìa. Đây kìa. Ô. Ôi ôi quá rồi quý vị ơi. Quá rồi. Nghe quý vị, đó ông Sáu bắt cá bự, lựa cá bự bắt không nghe quý vị. Đó. Quá luôn rồi. Ông Sáu ở đây cá gì bự nhất ông Sáu? Cá hồ 30 mấy kg nha quý vị. Rồi được rồi ông Sáu ơi, ướt mình ông hết rồi. Ê, chào chị nha, chị gái này ở trên là đem những cái thức ăn xuống cho cá ăn nè quý vị. Đây. Ông Sáu lên đây để ướt mình hết trơn ông Sáu ơi. Đây kìa. Đây nè, cá mì dinh nữa. Hồi cá mì dinh bự với anh. Cá mì dinh bự với anh. Đây nè Vy ơi. Dạ cá he rồi cá mì dinh. Có luôn nữa. Quá chừng luôn ha. Cá he. Kìa cá he đổ quét luôn kìa. Ha. Đó. Kính thưa quý vị. Ông Sáu ở đây bảo bọc cho những chú cá này nha quý vị. Đây nè. Bà con xôn xao luôn nha quý vị. Ở đây là cái sông ngã ba sông Dầm Nao nha quý vị. Đó. Tiếp tục luôn. Chào ông Sáu ơi. Cho con phỏng vấn nhẹ cái ông Sáu ơi. Tiếp tục kìa bà con xôn xao quá rồi. Trời ơi quá luôn rồi. Vậy đó ha. Chào ông Sáu nha. Hổm gầy cái cá đi kéo về đây đó, có cá nào lạ không Sáu? Cái về nhiều lắm. Vậy hả? Ông Sáu làm ơn cho con hỏi là bữa hổm là có cá sấu về đó, mà bây giờ là cá sấu hổm gầy còn lú ở đây nữa không? Biệt tích giang hồ luôn đó hả? Vậy đó hả? Rồi hổm gầy cái lượng thức ăn đó ông Sáu của mình đó là có thiếu hụt không? Năm nay cải nó hơi ít, tại vì cải nó mắc. Cải năm nay mắc ha. Cho nên là ông cũng là thiếu hụt về cái phần mà cải, bắp cải rồi ha. Rồi dưa hấu đồ này kia có cho ăn như mọi bữa không? Cho, có dưa hấu thì có được cho. Dạ, vậy đó ha. Nhưng mà cá năm nay về nhiều lắm. Cá năm nay về nhiều hơn mọi năm nữa ha. Có cá linh nó về nguyên một bầy là con cầm tay người ta đó. Cá linh đó hả? Cá linh gì bự bằng cầm tay dữ hả? Dữ vậy đó hả? Cá bây giờ trang nó lên nó nhát lắm. À cá linh mà bự bằng cầm tay nha quý vị. Rồi ông có cho lính của mình vét mấy cái
giấy bọc rồi nè ông Sáu, con thấy bọc quá chừng gì. Đúng rồi, mới sổ cho ăn đó. Mỗi một lần. Mỗi một lần mình sổ cho ăn lại nó vậy rồi mình mới vớt hả? Đúng rồi. Cho ăn rồi á mới vớt lên. À vậy là ông Sáu cho ăn rồi mới vớt những cái gác nướng ra nha quý vị. Tại vì ông Sáu đi xin những cái rau cải ở chợ á cho cá ăn nha quý vị. Cho nên á là khi mà cho ăn rồi thì bắt đầu á là vớt những cái gác, những cái hộp cơm mà ta cho đó quý vị. Đó rồi bỏ. Đó quá nhiều luôn nè. Quá khủng luôn rồi. Cá cá gì mà cái đuôi đỏ đỏ nè. Cá he. Cá he bự quá chừng luôn nè. À, đặc biệt quá nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật và vâng kính thưa quý vị. Bây giờ là bà con ở trên đây quá đông luôn nè. À, quá chừng đông luôn rồi bà con đổ về đây. Đứng trên bờ xem nữa quý vị. À, quá chừng luôn rồi. Ở đây kìa bên kia nó kìa những cái cải kìa. Đó chuẩn bị đổ cải xuống cho cá ăn nha quý vị. Rồi ướt nhẹp mình mấy chân ha. Đây. Rồi tiếp tục luôn. À, chào chú Sáu nha. Bữa nay thì con đại diện cho chị Tiêu Mỹ Trân ở bên Mỹ á. Chị Tiêu Mỹ Trân ở bên Mỹ gửi tiếp sức với chú Sáu là mua thức ăn cho cá hay là thôi đổ dầu đi để mà chở những rau cải đó. Ha, tại chú Sáu phải mướn là 500. Thứ nhì nữa là quay bờ lương Phan Cô Tư 500 là 1 triệu để mà tiếp sức đổ dầu để đi chở những cái phần cải người ta cho ở chợ đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Rồi anh chị này rất là thích gửi cho cá ha. Rồi. Rồi. Ở Úc, ở Mỹ, ở nước nào trong nước và ngoài nước luôn. Rồi cảm ơn chú Sáu nha. À, và vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ đàn cá tự nhiên về quá đông luôn. Ông Sáu ông làm ơn chia sẻ tại sao mà ông lại đóng cửa nhà lại không cho cá vô vậy? À, quá đông rồi nó vô nhà tầm để đóng rồng xuống nó chết rồi một. Sợ nước rồng ha. Cho nên ông đóng cửa ha. Rồi giác sáng ông nước lớn lên đó ông mới cho vô hả? Nước lớn cho cá vô nhà. Ông có tập cho cá cúng lại thử chưa? Ở chổng có cái máy niệm Phật ha. Ở chổng nghe nói là có là tổng cộng là 3 ngôi thờ cúng đầy đủ ha. Bữa nào đó ông vô chỗ ông cúng rồi cá nó có cúng theo không? Dạ chú Sáu thì chú muốn nói thờ với cho mấy chú cá về đây ở thì cũng dán đi Phật hết đi tan để tu giải thoát cá đi. À thằng người đặng anh tu đặng về tiên về Phật mới hết khổ chứ còn ta là được khổ đó. Vậy đó ha, ông cũng có nói chuyện với mấy chú cá vậy đó ha. Dạ đúng rồi, thấy thương ông Sáu lắm quý vị ơi, tối ngày ướt nhẹp cứ nhem vậy đó. Cái này bà con còn cho bánh mì cũ để cho bánh mì cho cá ăn nữa không? Ít hơn một lần nữa ha. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ mùa nước lũ lên cá đổ về đây, biết ông Sáu ông bảo bọc đó, thì quý cô chú anh chị nào mà có ủng hộ cho cá ăn đó thì liên hệ số điện thoại Châu Phú là 0901 00 5060. Châu Phú sẽ qua đây để hỗ trợ cho cá ăn tiếp ông Sáu nha. Dạ, và số điện thoại của chú Sáu là số mấy chú Sáu, bà con có muốn liên hệ trực tiếp? 0945 706 438. Đọc lại chú Sáu. 0945 706 438. Rồi cảm ơn chú Sáu nha. Chúc chú Sáu sức khỏe bình an nha. Và vâng thì kính thưa quý vị, cá hô á là có con nổi lên 30-40 kg quý vị. Có cá hô nữa. Mà cá sấu thì lúc này không thấy nổi nha quý vị. À, cho nên á là có con cá nó bự lắm mà chưa có nổi lên. Con cá gì bự nhất chú Sáu? Cá gì? Không biết mà nó nổi, nó tim nó lên bằng cái ly á. Cái tim lên là cái bằng cái ly luôn ha. Ồ lạ con ha. Cá này là con hai mấy ký nhiều lắm. Cá cha là con hai mấy ký lô rồi có luôn ha. Ồ ghê vậy. Quá luôn rồi. Cá chơi nhiều lắm. Đầy đủ cá chưa nha quý vị. Quá luôn rồi. Đây nè em trai nè ha.
quá luôn rồi. Nói cho quý vị mình là cái này mình tỉnh qua nó về tiếp rồi. Dạ bảo vệ luôn ha. Và vâng thì kính thưa quý vị, bây giờ là cá này được ở tỉnh bảo vệ luôn rồi, cho con qua ra ngoài cái ha chú Sáu. Ê Châu Phú, Châu Phú xin giới thiệu đến quý vị là một cái điều đặc biệt mà được ở bên tỉnh đã công nhận những cái chú cá này được bảo vệ luôn nha quý vị, cũng rất là đặc biệt. Tại vì tại sao cá ở đâu cũng có rất là nhiều nơi mà không chịu ở mà chịu về ở chung với ông Sáu. Rồi ông Sáu là cũng cố gắng mà bảo vệ bảo bọc những chú cá này. Ơi lượm cái bọc đó lên luôn chị. Rồi bỏ lên luôn. Chú Sáu ơi, cho xin phép cho con hỏi thì ca chú cá này mà mình được tỉnh bảo bọc nó thì coi như là không có ai dám vô đây đánh bắt hả chú Sáu? Không được, ta vô đây bắt là bị bắt à. Ồ, vậy đây. Là quý á. Đây tiếp tục luôn. Đi đi đi, em đi tới cái ha. Rồi quá luôn rồi, quá luôn rồi. Rồi bắt đầu là kính thưa vị, những chú cá này chen chúc với nhau nè, ước mình chỉ cho kìa. Chú Sáu sao mà hơn trăm tấn ở đây á, sao cái xuồng này chìm mà chú Sáu? Ê ở đây là sông ngã ba sông Dầm Nao nhớ vị, ở đó là bến đò Thuận Giang. Ê ngã ba sông Dầm Nao bến đò Thuận Giang nhớ vị. À, chiếc xuồng nhỏ này đã chìm luôn rồi, qua bây giờ là được che ra tới mé ngoài đó luôn rồi để bảo vệ những chú cá nha quý vị. Đây cá khủng nè. Ô quá rồi. Thôi thì kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những cái câu chuyện ly kỳ khi mà mùa nước lũ về, cá biết nơi đâu để bảo vệ mình rồi đi đến đó để nhờ cái sự bảo bọc của những người ăn chay ăn lạc tu hành. Vì nếu mà mình ăn mặn mới lại ăn con là mình dứt con hai con, dứt hai con thì đâu có cá nào dám lại nha quý vị. Dạ vì tánh linh người giặc dẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe nha quý vị, cho nên là những chú cá này không có biết nói nhưng mà ở đây là biết cái người nào bảo vệ cho mình và về đây để nghe niệm Phật đó vị. Và Châu Phú xin kết thúc video, xin đồng kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc quý vị sức khỏe. Rồi bây giờ là Châu Phú sẽ đi hỗ trợ một cái máy tôn nha quý vị. Đó, để cho bà con khi mà cuộc lễ đi về đây đó thì có nghỉ ngơi, tại vì ở đây là gần chùa thầy nha quý vị. Đó, chúc quý vị sức khỏe bình an. Thân ái kính chào và tạm biệt ông Sáu nha. Tạm biệt quý vị nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật.